chương museum, lạy cha chương museum. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 219. Trong tập này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán thính giả các nhân chứng ơn lành. Anh Lâm Tuấn, thành phố Santa Ana, California. Ông Lễ Nguyễn, thành phố Baton Rouge, Louisiana. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý khán thính giả đến với chia sẻ ơn lành của anh Lâm Tuấn, hiện đang sinh sống tại thành phố Santa Ana, California. Khi còn ở Việt Nam, anh đã có dịp xuống tận Đắc Sậy, Cà Mau để cầu nguyện với cha cho bố của anh bị stroke. Sau khi cầu nguyện với cha về, anh cảm nhận được bố của anh khỏe hẳn lên. Bản thân của anh bị bệnh và nhiều khi bị thất lạc những vật dụng cá nhân tưởng như không thể tìm lại được. Mỗi lần như vậy, anh đều cầu nguyện với cha và mọi lời cầu xin của anh đều được cha nhận lời. Hôm nay, anh quyết định đến văn phòng của cha để cảm tạ cha và chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho cha. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Em tên Tuấn, họ Lâm, ở thành phố Santa Ana. Cái chuyện nó cũng như vậy, là ngày xưa thì chưa có, từ lúc qua Mỹ tới giờ mình chưa về Việt Nam. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên về Việt Nam hồi năm rồi đó, thì mình về rất là ngắn, thăm gia đình thôi. Thì có một cái không có sắp đặt trước. Cái ngày đó mình đi công việc ở dưới Bạc Liêu, Đắc Sậy. Thì lúc đó là cũng trời, lúc là cũng phải tranh thủ chạy về lại Sài Gòn đó. Thành ra nghĩ là không có thời gian, nhưng mà nó khiến sao cái xe, cái người tài xế chạy cái đường đó, chạy cái đường từ Cà Mau đi về Sài Gòn phải qua Bạc Liêu. Họ khiến xui sao cái lúc đó ban đêm, cũng rạng sáng là 4-5 giờ sáng đó, là người tài xế họ quên nên họ phải chạy dầm cái đường đi ngang cái chỗ cha. Đi ngang chỗ cha Diệp. Thành ra rồi cái mình nói là mình cũng đâu có biết cái chỗ đó là nhà thờ của cha Diệp đâu. Mình thấy nhà thờ đẹp quá, lớn quá. Mình nói thôi ghé đây cầu nguyện cha thử đi. Tại vì mình thấy cái bảng từ sau thông báo là sắp tới chỗ đền thờ cha Diệp, mình tới mình cầu nguyện cha. Tới rất là đông. Thì sau đó về lại Sài Gòn thì mình cũng cầu nguyện là mình khi mà mình vô cái mộ của cha thì tự nhiên cái feeling của mình xúc động. Chưa bao giờ mình có cái feeling xúc động vậy. Thì mình cũng cầu nguyện là bố, cho bố khỏe mạnh, tại vì bố bị bệnh stroke. Thì khi mà về nhà đó, bố cũng có đi chung nữa. Lúc đó bố đi chung cũng ngồi lâu không có được, nhưng mà sao không hiểu vì sao mà lúc đó ông đi, ông về nhà cái người ông khỏe ra hơn mọi lần. Chịu đi vô thẳng tới mộ của cha, rồi thắp nhang, rồi đủ thứ, khỏe hơn mỗi lần. Mà về tới nhà là tự nhiên giống như là cái đầu óc cũng như là tỉnh táo nhiều hơn, đi đứng khỏe mạnh hơn chút. Thì lúc đó mình cũng chưa nghĩ gì, tại vì cái nhiều khi cũng không phải chuyện của mình nữa. Tại vì bố mình thấy bố vậy thì mình cứ nghĩ là chắc ổng khỏe hơn thôi, cũng đi chỗ này chỗ kia thấy khỏe hơn. Rồi sau đó cũng có một dịp cũng tình cờ cũng có một người bạn rủ đi xuống cái miền Bạc Liêu nữa đó. Rồi cũng tình cờ thăm tiên ngang vô cha, cho buổi dịp thăm cha nữa. Thì lúc đó mình thấy người ta là cúng những cái chai nước xung quanh mộ của cha đó, thì nó đông lắm, rất là đông. Lúc đó không có chen vô được, mình chỉ đứng ở ngoài. Mình nói là bây giờ con có đem nước ở đây này, bây giờ con không có đem vô mà tận nơi mà cúng cha, cúng nhà thờ được thì thôi thì con đứng đây con cầu nguyện với cha.
mình nhắm mắt mình cầu nguyện, sao tự nhiên cái vừa mở mắt ra cái ngay cái chỗ mình đứng ngay sát cái mộ cha có bao nhiêu người đó tự nhiên trống bóc hết trơn. Nó lạ vậy đó. Nó lạ lùng vậy đó. Người ta đi hết trơn, chỉ có một vài bà cụ cầm mấy chai dầu gió gì nọ thì giống như là họ cầu nguyện sức cho khỏi bệnh thôi, cái kiểu miền Tây đó. Thì cái mình thấy mình để chai nước lên, mà mình đặt cái chai nước của mình nó lên mộ của cha, tự nhiên cái lòng của mình nó bồi hồi, nó xúc động vô cùng. Cái nước mắt mình chảy ra, tự nhiên chảy ra. Rồi cái khi mà mình một cái đặc biệt đó là lúc đó mình bệnh, mình hơi bệnh bệnh trong đi cholesterol. Thì mình rồi sau đó mình cũng uống uống cái nước của cha vô, mà có tin không, khi mà ở Sài Gòn á, rồi cái cũng đi khám bệnh rồi thử máu này nọ đó. Cái cholesterol của mình nó trở về cái mức giống như là cái mức chưa bao giờ bị bệnh qua, chưa bây giờ bị bệnh qua. Hồi đó ở đây nó cũng có biết cái chỗ này, cái chỗ cái địa điểm này là của cha, nhưng mà đi qua thì lại nhiều lần mà không có dịp ghé. Rồi mình cũng người ngoại đạo nên cũng không có ghé. Nhưng mà hôm hôm qua đó mình có tới đây, mình cầu nguyện đó là tự nhiên cái lúc đó đang đi ở trên khu mà Riverside, khu Riverside thì mình có ghé vô cái chỗ shopping đó mình mua đồ. Thì thường cái wallet, cái bóp của mình để cũng nhiều mấy cái giấy tờ cũng quan trọng, giấy tờ tùy thân quan trọng. Khi mà mình ra cái mình về lại cái nhà của người bạn ở trên Riverside đó luôn, thì mình kiếm cái wallet không có, kiếm không có, mình nghĩ là nó mất rồi. Mình nhớ là mình ra là mình bỏ trong túi đàng hoàng rồi. Khi mà mình bước chỉ có mất là một là bước trên xe, rồi cái nó rớt ra phía ngoài xe thôi, mình không để ý không. Mà mình vô mình kiếm trong xe, mình kiếm cái xe của mình cũng nhỏ thôi, không có lớn, xe sedan thôi. Mình kiếm phải có 10 lần có đó, 10 lần có luôn. Kiếm từ sau trunk, từ ở dưới gầm xe, từ everything không có. Cái hôm qua mình buồn quá, tại vì nó cũng giấy tờ rất là quan trọng, mà mất làm lại rất là mất thời gian, rồi ảnh hưởng tới những cái chuyện khác nữa. Hôm qua mình tới đây nè, mình vô phòng cái địa điểm này đó, cái chỗ cầu nguyện của cha đó, mình tới xong rồi mình cầu nguyện thì mình cũng vẫn nguyên cái cảm giác vừa vô cái cũng vừa bước vô cái cổng thôi, cũng cảm giác cũng giống như có cha ở đâu đây vậy đó. Mình feeling rất là, phải gọi là nó rợn rợn á, mình rất là cái cảm giác đó. Khi mà bước ra ngoài thì mình cũng cầu nguyện vậy 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 đó. Thì nó nếu mà thuận lợi này nọ thì con, nếu mà con có dịp con về Việt Nam thì con thăm cha nữa. Con có dịp con thăm cha nữa. Mình lấy cái chai nước phía bên cái phần mà cái chỗ mà thờ cái miếng ván hòm của cha đó. Cái miếng bên tay này. Đúng rồi, mình nhìn vô, mình cũng nhìn vô vậy thôi, mình nhìn vô mình cũng cầu nguyện rồi. Rồi mình tự nhiên mình cũng khóc. Mình không có xúc động nhưng mà tự nhiên nước mắt mình nó chảy ra vậy đó. Mình giống như mình feeling rồi, mình cảm thấy có cái gì an ủi với mình vậy đó. Rồi mình về nhà lái xe về nhà thì cũng thấy cũng an ủi phần nào. Mình giống như mình feel được có người thông cảm cho mình. Rồi sáng hôm nay đi làm cái điều lạ vậy nè. Sáng hôm nay đi làm thì thường ít bao giờ mình mở cái trunk ra lắm, nhưng mà có cái dấu hiệu là hôm nay nó lạ lắm. Tự nhiên sáng cái mình thức rồi, cũng như là 5 giờ mấy thức rồi, hôm nay sáng thức rồi mà nói nó hơi có cái dấu hiệu nó hơi lạ. Con mắt của mình, nó mắt trái nó cứ giật hoài. Mình nói chà, có cái gì nữa đây, không lẽ giờ mất cái này rồi thêm mất cái kia nữa sao. Mình cũng hơi tin với cái đó. Xong rồi đi làm được, vô tình mình mở trăng ra, có tin không, nguyên một cái bóp của mình nó hiện diện trước mặt mình luôn, trong cái cốp xe đó. Cái bóp mất cách đây một tuần rồi, thì trong vòng một tuần qua là kiếm nát chiếc xe rồi, kiếm mà không thể nào. Mà em biết chiếc xe nó không có lớn, chiếc xe nó nhỏ lắm, mà cốp xe mình cũng chẳng có chứa cái gì nữa. Mà có tin không, mà mình sáng cũng vậy nữa, mình cầm cái bóp mình mở cái trơn ra, mình thấy rõ ràng cái bóp trên đó. Mình cầm cái bóp lên, mình thấy mình không thể tưởng tượng được. Mình cầm lên mà mình rợn người đó. Mình rợn người, mình nói trời ơi, sao mà
sao mà cha thương con dữ vậy, con người ngoài đạo mà cha thương con quá, cha thương con quá. Thì phải phải cảm tạ cha chứ, mình phải cảm tạ cha. Rồi mình cũng có cái dịp mình sẽ đi Việt Nam mình thăm cha nữa. Cha thì giúp, mình cũng nghe nhiều người nói về cha. Trong gia đình mình cũng có nhiều người, người ta cũng ngoại đạo nhưng mà người ta cũng cầu nguyện cha, thì đa số thì họ có những cái chứng nhân, nhưng mà mình thì mình cũng chưa tin gì mấy. Nhưng mà cái chuyện của mình hôm qua là mình nói thiệt là mình không thể nào mà mình tưởng tượng được. Cái xe chỉ 4 chỗ thôi, cái trơn không có gì trong đó, mà khi mình mở ra nguyên một cái bóp nó để trong đó. Mà có nghĩ rằng nếu mà mình mất ở gần gần ở đây không nói gì, mà mình mất cách đây 1 tiếng mấy 2 tiếng lận, xa lắm, xa lắm, mà mình kiếm không thấy, mình coi như là xong rồi đó. Một tuần nay là ngày nào cũng cố gắng cũng kiếm, mà trong thất vọng đến nỗi đi những cái chỗ này chỗ kia làm lại giấy tờ, đến khi mà có một cái chuyện đó là định có một cái cơ quan đó đó, mình cũng định tới làm giấy tờ nhưng mà không biết sao mà nó ngăn mình, có cái gì đó giống như là ngăn mình, tại vì làm cái đó thì đóng tiền rất là cao, đóng tiền cũng phải cả ngàn hơn ấy. Nhưng mà có cái giống giống như là mình tới đó đó, rồi mình định hôm nay tới đó, cái giờ đó tới đó, nhưng mà khi mà định đi rồi thì có một cái chuyện khác ngăn lại, giống như là không muốn mình làm cái chuyện đó hay sao đó. Thì sáng nay là kiếm được cái bóp là mình khỏe, mình khỏi cần phải làm nữa. Mình đó là mình cũng có cái mình chia sẻ như vậy, cái vấn đề cái câu chuyện của mình như vậy, thì mình cũng chẳng có thêm hay là bớt bất cứ chuyện gì, tại vì cái này là cái đức tin, cái niềm tin của mỗi người, tùy mỗi người mình tin khác nhau. Nhưng mà từ xưa tới giờ đó, mình thì mình sống ở Mỹ, mình nghĩ cái gì cũng theo cái logic, cái gì mà của người của mình đó, thì mình cảm thấy là mình tin thật là sự. Thì trước giờ mình cứ nghe bà con gia đình nói không, dần nghe tới chuyện của mình thấy mình không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Chiều hôm nay cũng hôm qua cũng giờ này này tới cầu nguyện, cái sáng hôm sau là mình thấy liền. Mình thì không có trong đạo nhưng mà mình nghĩ đạo nào cũng vậy, cầu nguyện hay cầu xin gì cũng vậy hết trơn. Mình phải có cái tâm của mình là quan trọng, cái tấm lòng của mình, cái thành tâm của mình, chứ không phải là mình có việc rồi mình cầu rồi ngày thường mình không có để tâm tới. Con người mình đa số là vậy đó, mình có việc chuyện gì mình cầu. Với cha thì đối với mình đó, thì mình tới đây, tuy là tới đây lần đầu tiên thật, nhưng mà trong người mình lúc nào cũng có hình của cha hết trơn. Mình đem hình từ Việt Nam qua, lúc nào trong người mình, trong xe mình, trong người mình lúc nào cũng có hình của cha hết trơn, từ mấy năm nay rồi chứ không phải là mới đây đó. Thành ra mình nghĩ đó, cái gì cũng mình phải có cái lòng thành, quan trọng là mình biết mình thôi. Mình có lòng thành thật là thành kính, thật là phải gọi là mình phải tin tưởng, lòng tin và lòng thành, thì mới cảm hóa được cái lòng thương của cha đối với mình, cái sự an ủi. Tuy nhiên nhưng những tùy cái câu cái vấn đề mình cầu nguyện nữa, không phải là mình cái vấn đề nào cũng phải là mình muốn cha phải làm cho mình được, đúng. Mình phải tùy cái vấn đề của mình nữa, và mình cũng phải suy nghĩ thêm cái vấn đề đó đó, nó có thể khả năng trong cái tầm tay của mình hay không. Mình feeling giống như là mình, nếu mà gọi là cái hết cái khả năng của mình mà mình không làm được thì mình mới cầu xin cha. Nhưng mà mình biết cha dịp nhiều ở cái vấn đề mà về cái vấn đề sức khỏe đó, cha giúp nhiều về sức khỏe lắm. Giống như ông anh mình đó, mẹ của anh bị bệnh rồi anh cũng cầu cha, mẹ của anh cũng nói chung cũng sống cũng thọ đó. Thì quan trọng là mình phải có cái lòng thành thôi, tất cả đều vô cái lòng thành. Nếu mà có lòng thành thì cái gì cũng được, còn nếu mình không có lòng thành thì mình cầu cho rồi, cho có cầu hay là như thế nào đó, hay là một cái vấn đề mình cầu nhiều khi nó có lợi cho mình nhưng mà không có lợi cho người khác đó, thành ra cha cũng đâu có giúp được đó. Thì có mình chia sẻ vậy, quan trọng là cái tấm lòng thôi. Cha Trương Bưu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ với ánh mắt nhân từ
Cha đã cầu cứu giúp con. Cha Trương Bù Diệp ơi. Ông Lễ Nguyễn hiện là cư dân của thành phố Baton Rouge, Louisiana. Con trai của ông lúc 9 tháng tuổi bị bệnh suyễn. Cứ mỗi lần nhìn con thoi thóp trong hơi thở, lòng ông lại quặn thắt. Ông cầu xin cha Trương Biểu Diệp chỉ cho ông gặp thầy, gặp thuốc để điều trị bệnh cho con. Sau khi cầu nguyện với cha, ông bỗng gặp một người quen chỉ cho ông phương thức làm thuốc để uống chữa bệnh. Đến hôm nay, con của ông đã khỏe mạnh và lành bệnh. Hôm nay, gia đình ông từ Louisiana có dịp qua Cali để viếng cha và cảm tạ những ơn lành mà cha đã cầu bầu cùng đấng tối cao cho gia đình. Anh tên là Lễ Nguyễn, vợ anh là Mỹ Nguyễn và hai con của anh là Andrew Nguyễn và Alex Nguyễn. Anh sống ở thành phố Baton Rouge, Louisiana. Cái người mà mang ơn cha đó là Alex Nguyễn, con trai của anh. Thế thì ơn này thì đương nhiên anh phải cầu nguyện với cha thôi. Khi cháu được 9 tháng, cháu bị suyễn. Nhìn con thoi thóp trong hơi thở, trong giấc ngủ, anh buồn. Và anh chạy đến với cha. Xin cha cho con một phương hướng, tìm ra vấn đề để trị cho con. Anh cầu nguyện với cha. Anh cầu nguyện bằng trái tim của anh thôi, bằng trái tâm của anh thôi, nhìn hình ảnh cha thôi. Bởi vì anh được ơn trước nữa về của cha rồi, nhưng phần đó anh không nói nhá. Về nói về con và chống về cái ơn ban cho con của anh. Gọi về Việt Nam để tìm ra những vấn đề không ra. Nhưng có một cái may mình là anh nhớ lại, khi cầu nguyện xong anh nhớ lại. Là khi anh đang ở Philippines thì có một người cháu ở đây nói: cậu ơi, cố gắng mua một con kỳ đà đó và lấy cái mật nó phơi khô gửi sang bên này, thì hai đứa cháu đó nó khỏi cái bệnh suyễn. Cầu ơn cha, cha mới mở ra vấn đề đó. Phải nghĩ đến là con mình đang bị. Nhưng mà bây giờ là tìm ra cái mặt ấy ở đâu mới là vấn đề. Lại cầu nguyện tiếp. Mà cái may kế tiếp nữa là nó nằm gần nhà anh, nó không phải đi xa. Anh nghĩ là nó phải nuôi ở miền Tây hoặc miền Cao Nguyên, nhưng ngay quận 12, quận Hóc Môn thôi nó có rồi. Mà rất là may nữa, trong lúc đó lại cáo một bà chị họ đang ở Việt Nam. Thì bà chị lại cũng, người ta cũng sợ chứ, tại đó là hình thức thú vật thì quý hiếm mà cấm. Thì cái thằng cháu nó đưa vào trong phong bì thì nó phơi khô rồi, mang qua đây, qua cho anh cho uống liền, uống một tí thôi, pha Coca Cola hết. Thấy không? Mà anh không biết là cái chị xuyến đấy của những người lâu đời có làm được hay không thì không biết, nhưng mà đứa bé thì có thể, tại vì nó vừa mới bị mà, tức là hết ngay. Đó. Có phải là ơn lạ không? Nhờ ơn cha hết. Nhờ ơn cha. Và tất cả những cái gì làm ăn, gặp khó khăn, anh đều cầu xin cha. Và tất cả đều vuông tròn. Okay. Các câu chuyện ân lành vừa kể, được Trương Bửu Diệp Foundation ghi lại, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ân lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Tiếp nối chương trình là phần thông báo. Chương trình Ơn Cha Diệp đang được phát thường xuyên trên YouTube, Facebook và trên website chuongbuoudiep.org. Những ai không xem được trên online xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD Ơn Cha Diệp miễn phí. Báo ơn lành. Báo ơn lành kỳ sau sẽ mở chuyên đề
cha Diệp với ngành nail để ghi lại những ơn lành cha Diệp đã đem lại cho người làm nail. Quý khách muốn chia sẻ, xin liên lạc với văn phòng Trung Biểu Diệp Foundation số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Kể từ tháng 1 năm 2018, báo ơn lành bản tiếng Anh sẽ phát hành online mỗi tháng hoàn toàn miễn phí. Quý khách muốn ghi danh nhận báo qua email, xin email về info@trungbiểusiep.org hoặc nhắn tin qua phone về 797979 với tin nhắn là BOLEO, báo ơn lành English Online. Quý khách muốn nhận báo ơn lành tiếng Việt gửi qua email, vui lòng email về info@trungbiểusiep.org hoặc nhắn tin qua phone về 797979 với tin nhắn là BOLVO, báo ơn lành Vietnamese Online. Quý khách muốn nhận báo ơn lành tiếng Việt gửi về tận nhà, miễn phí, vui lòng email về info@trungbiểusiep.org hoặc nhắn tin qua phone về 797979 với tin nhắn là BOLVP, báo ơn lành Vietnamese Post. Truyền hình trực tiếp buổi cầu nguyện. Trương Bửu Diệp Foundation sẽ truyền hình trực tiếp buổi cầu nguyện vào thứ Năm đầu tháng trên YouTube, Facebook và trên website của hội. Từ tháng 11/2017, Trương Bửu Diệp Foundation mở phòng cầu nguyện live với cha Trương Bửu Diệp vào tối thứ Năm hàng tuần, từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm giờ California. Chương trình này dành cho người có thẻ thăm viếng. Cách xem trực tiếp buổi cầu nguyện hàng tháng và cách vào phòng cầu nguyện live được hướng dẫn cụ thể trên báo Ân Lành số 66 và 68. Quý vị nào gặp trở ngại, xin gọi cho chúng tôi để được hướng dẫn. Ban kỹ thuật Trương Bửu Diệp Foundation. Nhận tin tức của hội qua điện thoại di động cell phone. Quý khách muốn nhận được tin qua điện thoại di động về các sự kiện, giờ giấc sinh hoạt buổi cầu nguyện, các thông báo và tin tức mới nhất của Trương Bửu Diệp Foundation, xin ghi danh bằng cách gửi tin nhắn có nội dung TBDF rồi gửi đến số 797979. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 1 tháng 2 sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Diệp. Kính mời quý ông bà, cô bác, anh chị em đến tham dự. Người ở xa có thể theo dõi trực tiếp cùng hiệp thông cầu nguyện trên YouTube, Facebook và website của hội trungbiểusiep.org. Ghi danh cư ngụ trong làng cha Diệp. Những người có nhu cầu muốn ghi danh cư ngụ trong làng cha Diệp có thể đến nhận phiếu tại văn phòng. Quý vị ở xa xem vào website trungbiểusiep.org để download phiếu ghi danh hoặc gọi cho chúng tôi để được hướng dẫn. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843, số điện thoại 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Xin khấn qua điện thoại, quý ông bà, anh chị em ở xa không có điều kiện đến nhà thăm viếng, có thể để lại lời khấn vào số phone 714-702-5129. Lời khấn qua số phone này sẽ được phát để cha Diệp nghe vào buổi tối hàng ngày. Để giúp Trương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, xin quý vị chọn các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha Diệp của Trương Bửu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, nếu thường mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Trương Bửu Diệp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin đọc số 123 tại quầy thu ngân. 12 tháng 3 là ngày giỗ cha Diệp.
Quý vị cũng có thể xem trên website, Facebook và báo ơn lành của Trương Biểu Diệp Foundation để biết thêm các thông tin cần thiết khác. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp tập 219 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bưu Diệm, lạy Cha Trương Bưu Diệm.